Ê, giờ mình tới đây rồi. Tới điểm câu, đang chuẩn bị đồ câu. Đó. Đây. Đi đồ câu nha. Đang lặn đó nha. Bây giờ là đã 6 giờ 44 phút. Mình đứng ở ở bãi biển cách Phớt 170 cây số giữa hướng Bắc. Rồi mặt trời mặt trăng đang lặn. Đây là hai dân fisherman nha. Chú Quốc, chú Lợi. Đó đang chuẩn bị đồ câu ở ngay bãi biển. Good morning, chào các bạn. Rồi sáng sớm đi thêm hai bạn trẻ đi câu cá ngoài bãi biển. Quay phim cho các bạn theo dõi nha. Rồi đây là quang cảnh đi câu cá với chú Quốc và chú Lợi, câu cá của thời đại 4.0 nha. Đó đây là cái máy bay để đem mồi ra biển khỏi cần quăng. Đây thời đại 4.0 nữa, câu cá theo kiểu thời đại 4.0. Rồi đó, mình chú là hao sáng hôm nay em gió có em thì mới xài drone được, xài máy bay em được. Mình sống tốt thử máy bay thử rồi sao sao mà. Trước rồi một lát mới mất bữa câu vô, nó bay ra ngoài biển chứ bắt đầu à. Chú Lợi rồi chú Quốc bắt đầu mất bữa câu vô ba vô máy bay rồi cho nó bay nha. Mình thì quay phim thôi. Có mồi đó nó đưa ra ngoài xa nè. Đó, chú Quốc điều khiển remote control. Bay nó mù quá, khó thấy lắm. Máy bay về. Về đưa thêm một con mồi khác đi. Rồi, chuẩn bị đưa con mồi khác lên. Một lát kiếm cá nha, mình quay nha. Cho các bạn xem. Rồi móc xe máy. Máy là nó thể đưa bốn cần dễ dàng. Cũng 13 feet không. Ok, đưa đuổi.
còn đưa con mồi nữa. Nhưng mà đang chờ cá nha. Còn là cô chị cá quay cho các bạn. Ờ, bóng lát dính đó, mình quay cho các bạn mình xem. Nhưng mà cũng chờ thời thôi. Tùy theo có cá hay không. Nhưng mà hy vọng nhiều hơn. Sóng biển dập dờ. Gió thì không gió nhiều mà sóng lắm, nhưng mà như vậy thì nó hơi có rong chút. Cái chú đang vũ rong. Đốt lửa chạy cho nó ấm. Ê, mấy chú tổ chức như lửa chạy rồi thấy tuyệt vời. Ngồi đây ngắm cảnh chờ cá. Rồi qua thời gắn quay phim, giờ gắn có cá đó nha, có cá là mình quay phim đẹp hơn. Dính rồi, biết cá gì đây hả? Cái gì cũng quay chơi á, con nào bắt được thì bắt, con nào không bắt được thì thôi. Đó, nhẹ lắm hả? Wow, đúng rồi cả. Cái to không biết con cái gì nha. Ôi tuổi trẻ, young fisherman, mạnh. Wow. Chắc cái đuối rồi quá. Cái đuối rồi thôi, bắt lên coi rồi thôi, thả thôi. Chéo lên đi chơi chút. Thả. Là hấp dẫn rồi ha. Rồi, gắn lên chút. Gắn lên. Chào bà con nha, chú ý cá lớn nha. Sáng sớm và exercise nha. Cũng vui mà. Vui. Ờ. Con nào ăn được thì bắt, con nào không ăn được thì thả. Bắt đúng chỉ tiêu thôi. Chỗ này thằng thả nó chưa bắt đấy. Chưa thấy nó. Đấy. Xa lắm, tại vì máy mà. Máy bay đưa ra xa lắm. Đây, mình đang đứng quay cho mấy chú nè. Ôi, đang kéo cá đây luôn. Come on. Mình chưa thấy cá. À, chú ấy cho biết là cá đuối. Rồi, bắt đầu bằng cá đuối. Nếu mà bắt rồi thả thôi. Cái đuôi dơi, cái này bắt được chú ơi. Bóc. Wow. Rồi, đúng con cái đuôi. Cái đuôi này bắt được. Legal đó, con này bắt được nè. Muốn bắt không? Ta thả. Thôi thả thôi. Con này chắc cũng bao nhiêu ký chú? Con này chắc khoảng có chừng tầm 12-13 ký đó. Khoảng 12-13 ký. Chú Lợi nói 12-13 ký. À. Con này bắt được, ăn cũng ngon lắm. Cái đuối dơi, cái đuối bông nè. Ê ơi, không biết con gì. Wow. Mới xuất hiện, chưa đầy mấy phút dính con nữa. Con thứ hai, không biết cái gì đây. Đuối thì thả nữa. Đuối nữa rồi. Đó, biết cái gì chắc đuối. Bên kia dưới dây có đủ pin quay để quay cá không thôi nha. Đủ chứ, mình phải dự bị chứ, nhưng mà quay nhiều quá gáp không hết. Câu bãi biển này kéo dễ lắm,
chỉ cần sức mạnh thôi. Tại vì sống mới đưa cá vô. Cái gì? Đuối nữa. Ồ, đuối hoài. Đuối hoài các bạn ơi. Y chang cá đuối nãy luôn. Con này ăn cũng được luôn. Cùng lửa đó. Để không? Rồi tháo lưỡi lấy lưỡi lại thôi. Cá thì được thả ra. Tập thể dục thôi, sáng nay không tập thể dục. Giờ quên. Sáng nay chú warm up được người con rồi. Ở trong này người điều khiển máy, người điều khiển thần câu. Chờ cá ăn nữa. Đây, vẫn còn chờ đợi cá. Ồ, giờ đây, mới đây mà 8 giờ một phút rồi ta. Trời, đẹp quá. Ấn Độ Dương. Rồi, cảnh biển. Rồi, ăn con cá. Ở chỗ xa xa có cái rainbow kìa, có móng á. Ồ, đẹp không? Chú này chú kéo lên rong cái gì chứ không phải trong cái bãi cá. Chú vừa cho nó ấm. Đi đưa mồi nữa. Bye bye. Công nghệ đây, thời đại 4.0, câu cá là phải vậy đó, phải không? Cá theo thời đại, chạy theo thời đại. Nãy giờ dính hai con cá, cái đuối mà đuối bông mong lắm á, đi mua lắm á. Cá này nhậu hết sảy đúng không? Hai con là hai mấy ký à? Con mười mấy ký. Bây giờ đưa cùng mọi khác. Bây giờ mò. Bye bye nha. Rồi bye bye trở về. Bye bye bỏ mồi rồi trở về. Rồi dính không biết dính cái gì nữa đây. Rồi action hết đi. Sao phiêu linh sao? Cái gì đây? Rồi đây. Lớn anh ơi. Rồi. Không có mùi lắm. Hả? Có cá không? Không có, xin lắm rồi đó. Thì sao? Yeah. Oh good. Rồi, good. Thôi, tiếp tục kéo con cá gì chưa biết. Wow. Chú bên đây kéo lại nó dính dây bên kia. Rồi, more action. Mình đang quay hai chú kéo cá nè. Hy vọng hai cần hai con. Cá lên kìa. Rồi nó đang sáng. Rồi có cá chưa? Thì cá gì đây? Tại vì quay bằng cái này ở cái máy bay nó đem ra nó xa lắm, kéo vô nó hơi lâu. Đây nè. Hả? Gì đừng có đuối nha. Snapper. Snapper. Lớn.
snapper. First time. Wow, beautiful. Huh? Wow. Wow. Not good. Oh, not bad. Not bad. Giờ đi quay cái hình á. Rồi. Đây. À, quá đã rồi. Con như vậy là ngon rồi chú ơi, con này cũng gần 3 kg à. Có không? Cái này là 3 kg á. Rồi, 3 kg đó. Rồi. Cho các bạn xem đi. Rồi chú ơi. Chú cầm lên chụp hình cho, chụp cho chú một bôi. Rồi cầm lên nha. Vâng. Rồi, cười lên đi, cười lên đi. 1 2 biết rồi. Được rồi đó, khó rồi đó. Bắt đầu. Bắt đầu. Nó bị đã hả chú? Đã nha. Vậy mới được chứ. Đây con đầu tiên sắp bờ, còn đã 2 cái đuối bông nhục rồi. Con này gần 3 kg. Nó té ra. Chú Lợi thì kéo lên cái đuối thứ ba. Con này là bắt cả. Ê, cái đuối thứ ba. Bắt thả luôn. Wow. Ê. Đã nha. Cái đuối bông nha, ngon lắm á. Nhưng mà đều ngon quá. Thấy chưa các bạn. Cái đuối á. Con này bao nhiêu ký? Hả? Con này chắc là khoảng 6 rồi. 6 7 ký đó. Ê cha. Ôi. Rồi con thứ ba vẫn thả thôi. Rồi, mới mấy phút rồi dính nắp bờ. Rồi quay cho chậu tăng cái riu. Hả? Quay cái riu đó đi. Ok ok ok. Đang tiếp thả nữa. Để cho bắt đó, ở đây cho bắt, con lắm, cái bông mà chơi, con chơi, mà làm cái hết mà làm cái lỗi mệt quá. Rồi con máy, lại thả cá. Bay là bay bằng drone, bằng máy bay, máy nhỏ, điều khiển từ xa, đưa mồi ra biển chứ ở đây quăng mồi không được đấy. Ơi, chào các bạn lần nữa. Ở đây con cá trời đẹp quá. Có một con cá rồi. Biển đẹp quá. Xanh đẹp, sạch sẽ. Quá đẹp. Sóng. Sóng dạt vào. Ơi, chia chú lại. Okay. Rồi, chia. Tặng good luck nha. Uống chai này gọi là kéo ào ào nha. Đấy rồi dính một con thêm một cá kìa, đằng kia kìa. Cái đuối thứ ba. Ủa thứ tư luôn. Con thứ tư luôn nè. Đuối bông. Con này to dữ hả? Chú. Lấy lưỡi rồi lại. Rồi mấy chú đang dọn dẹp đang về. Xin tạm biệt, bye bye.